Để nó đi, hồi tụi con ghim nha. Trời ơi, leo xa vậy anh Thành. Nó già hết nguyên cây luôn rồi đó. Đâu có đâu, cái đó để không bẻ không á. Ê ê ê anh Thành, trời ơi. Hết hồn rồi. Ê rớt một trái. Ê ê ê.
coi nó ngoài nó vàng gì chắc màu bên trong rõ lét luôn rồi vậy. Ừ. Cho anh nè. Cho nè. Trên đây nè. Đừng đi ra quá luôn. Ra dữ vậy em Thành. Trời ơi, ông ra dữ vậy. Kể đi, ít ăn ít, nhóc hết trơn, ăn thấy là nặng luôn.